Mẹ của Angela Phương Trinh, tôi thật lòng xin lỗi. Người thân cho biết Angela Phương Trinh gần đây không liên lạc với gia đình. Mẹ và em gái đều lo lắng cho tình trạng hiện tại của nữ diễn viên người mẹ nhí. Sau khi đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc vụ Phương Trinh phát ngôn sốc, người thân của cô đồng loạt lên tiếng. Bà Thanh Thủy, mẹ của Phương Trinh, cho biết con gái bà không còn như xưa. Con tôi Phương Trinh bị dẫn dắt phát ngôn những điều không đúng làm dậy sóng cộng đồng mạng. Tôi là mẹ thật tình đã khuyên bảo nhưng không được. Tôi thật lòng xin lỗi cộng đồng mạng rất nhiều, bà Thanh Thủy chia sẻ. Mẹ ruột Angela Phương Trinh cho biết bà không có cơ hội trò chuyện cùng con gái suốt 2 năm. Tuy rằng tôi giận con 2 năm rồi không nói chuyện nhưng không phải là hết thương con. Tôi và con gái thứ hai, mọi người đều ngày đêm thương nhớ con, quay đầu là bờ, bà chia sẻ thêm. Trước đó, Phương Trang, em gái Phương Trinh viết về chị gái sau khi có người vào trang cá nhân của cô chỉ trích gia đình. Tôi xin mọi người bình tâm suy xét, chị tôi không còn là người chị tôi biết trước kia, gia đình thương và đau lòng. Cố gắng khuyên chị nhiều nhưng không cải thiện được thực trạng, không phải như những gì mọi người nghĩ là gia đình không cố hết sức, Phương Trang chia sẻ. Em gái của Angela Phương Trinh nói những ngày qua gia đình im lặng, không phải đứng về phía Phương Trinh. Tôi sử dụng mạng xã hội với mục đích lan tỏa điều tốt đẹp, phục vụ cho kinh doanh, chưa từng nghĩ mang chuyện gia đình lên đây bày tỏ. Tôi thật lòng không muốn nói nhiều nhưng đây là cách cuối tôi dùng đến và phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định khó khăn này. Tôi chỉ muốn gia đình hết bị đe dọa, giúp gia đình khỏi nguy hiểm, sinh sống hàng ngày, cô chia sẻ thêm. Phương Trang cho biết gia đình đang lo lắng cho Angela Phương Trinh vì từ lâu diễn viên người mẹ nhí không liên lạc với gia đình, chia sẻ chuyện cá nhân. Tôi hoảng sợ khi nghe nhiều tin tức về việc chị tôi gặp khó khăn trong kinh tế và nhiều thứ không tiện nói ra. Tôi cũng không hiểu rõ vì sao, vì những gì tôi biết chỉ thông qua mạng xã hội, tôi thành tâm xin lỗi, Phương Trang viết. Phương Trang đồng thời chia sẻ loạt ảnh cô nhắn tin khuyên nhủ chị gái. Từ lúc nào chị không còn là chị nữa, gia đình rất thương và lo cho chị, dù gia đình ảnh hưởng không kém vì những gì chị tạo ra. Chị nên dừng lại xem chị giúp được gì cho gia đình hay bản thân không, hay mọi thứ đang tệ đi, chưa bao giờ em mở miệng xin chị điều gì. Và em xin chị dừng lần này vì chị và mọi người, Phương Trang viết trong tin nhắn gửi chị gái. Đây cũng là một cái xì găng đàn. Năm 2021, Angela Phương Trinh bị thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật về phương thuốc chữa Covid-19. Một người đẹp nổi tiếng mà phát ngôn gây sốc cái gì cũng đang hết lần này đến lần khác rồi lại còn từ bỏ.